Phần tiếp theo này đó thì mình thấy một số bạn rất khá khá nhiều bạn mắc phải cái vấn đề này là if rồi động từ to be ha, động từ to be thì sẽ chia thị gì đó thì mình khoan nói, nhưng mà if rồi động từ be xong rồi the first time, the second time hay the last time hay gì đó, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba hay là lần cuối cùng gì đó, mà tôi hay là anh ta hay là ai đó làm một cái việc gì đó. Đây là cấu trúc mà các bạn gặp khá nhiều. Thì mình muốn lưu ý với các bạn một điều thôi. Động từ to be ở đây đó và động từ do ở bên kia đó nó sẽ đi cùng với nhau ở một cái thì, một cái thời, không phải là thì mà là thời. Nó cùng một cái thời. Nếu như động từ to be ở đây đó các bạn chia hiện tại thì động từ do ở bên kia cũng sẽ hiện tại luôn. Hiện tại gì thì mình khoan nói nha, nhưng mà các bạn lưu ý cái thời đó, cứ có nghĩa là thời gian đó. Nếu mà động từ to be ở hiện tại thì động từ do cũng sẽ ở hiện tại. Động từ to be mà ở quá khứ thì động từ do cũng sẽ ở quá khứ. Và bây giờ mình đi tới cái thể. Thì mình có nói phần này một vài lần nhưng bây giờ mình nói lại một lần nữa nha. Tense á, là bằng time cộng với lại aspect. Tense á, là gì? Là thì, đúng không? Thì trong tiếng Anh đó thì nó là sự kết hợp của hai yếu tố. Thứ nhất đó là time, là thời, nghĩa là thời gian. Và aspect á, thì mình hay gọi là thể. Ví dụ như các bạn dùng thì hiện tại tiếp diễn ha, là present continuous. Present continuous, đúng không? Thì ở đây đó là cái này là cái một cái tense. Một cái tense. Thì trong đây nó có hai yếu tố. Thứ nhất đó là cái time. Time là gì? Là present, tức nghĩa là thời điểm đó, thời gian đó. Là thời gian là ở hiện tại. Và cái thể của nó, cái aspect của nó là thể tiếp diễn, là continuous. Nên các bạn kết hợp lại thời và thể, các bạn kết hợp lại thì các bạn sẽ được thì động từ. Cho nên ở đây đó, ở cái câu này thì cái thời gian, thời là thời gian ha, của động từ to be và động từ do nó sẽ giống nhau. Nếu mà hiện tại thì hai bên hiện tại hết, quá khứ thì hai bên quá khứ hết. Chỉ riêng cái tương lai đó thì nó hơi đặc biệt chút xíu thì mình sẽ lướt qua đây, nhưng mình các bạn dùng câu này chủ yếu là hiện tại và tương lai nhiều, hiện tại và quá khứ nhiều. Thì động từ to be và động từ do ha cùng ở một thời gian, tức nghĩa là hiện tại hết, quá khứ thì quá khứ hết. Và thể đó thì động từ to be nó sẽ ở thể simple, nghĩa là chúng ta sẽ có thể có được là present simple hay là past simple, là hiện tại đơn hay là quá khứ đơn. Và động từ do á, động từ do thì chúng ta sẽ dùng nó ở cái thể, của động từ do đó là sẽ là thể hoàn thành, là cái thể perfect. Nếu mà nó ở quá khứ hay là ở hiện tại đó, nếu mà quá khứ thì chúng ta sử dụng thì past perfect, hiện tại thì chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành, là present perfect. Quá khứ thì dùng past perfect, đúng không? Ví dụ như mình nói là đây là lần đầu tiên, hôm nay đó, đây là lần đầu tiên mà tôi được ăn hamburger, thì mình nói là it is the first time that I have eaten a hamburger. Các bạn thấy không? Động từ to be ở đây là is, ở hiện tại đơn. Thì động từ eaten á, động từ eat á, thì nó sẽ ở thì hiện tại luôn và hiện tại hoàn thành. Và tương tự như vậy, nếu như mình nói đó là một lần trong quá khứ, that was the first time that I had seen him. Thì động từ to be thì quá khứ, đơn đúng không? Thì động từ see đó nó sẽ ở quá khứ hoàn thành. Rồi các bạn chỉ nhớ như vậy là được rồi. Cùng một thời gian ha. Và một bên đó là simple, một bên là perfect. Nên các bạn có là is hay là was thì bên kia sẽ là have rồi past participle hay là had rồi past participle.
Đúng rồi, nếu mà động từ to be đó có nghĩa là các bạn sẽ nhìn vào động từ to be ha, động từ to be ở thời nào thì động từ do ở phía sau đó, ở mệnh đề phía sau đó nó sẽ lùi theo đó. Bởi vì thực chất đó, là mệnh đề phía sau đó nó nằm trong chữ that đó, thì nó là một cái mệnh đề phụ. Mệnh đề phụ thì nó sẽ bị phụ thuộc cái thì vào mệnh đề chính. Mệnh đề chính là mệnh đề phía trước là động từ to be đó, cho nên thì của động từ nằm trong mệnh đề phụ, nó phụ thuộc vào thì của mệnh đề nằm trong mệnh đề chính. Nó tương tự với lại câu tường thuật đó, thì phần đó nó sẽ có rất nhiều điểm mà các bạn cần phải lưu ý, nhưng mà các bạn tạm thời các bạn chịu khó nhớ đây đó, là động từ phía sau đó của mệnh đề mà nằm trong chữ Z đó nó sẽ bị phụ thuộc vào chữ động từ to be phía trước. Ở động từ do nó luôn là perfect. Đúng rồi. Ở đây mình không dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được, bởi vì đây là sự việc đã diễn ra và đã kết thúc. Mình không nói về một cái sự việc mà đang diễn ra, hay là mình không nhấn mạnh về cái khoảng thời gian, thì mình sẽ không dùng thì tiếp diễn ở đây. Mình chỉ dùng một hành động đã kết thúc rồi, trước một thời điểm nào đó ha, thì mình dùng thì hiện tại hoàn thành đơn. Phần này các bạn có thể xem lại video của so sánh giữa thì hiện tại hoàn thành đơn và hiện tại hoàn thành tiếp diễn đó, các bạn sẽ thấy rõ lý do tại sao chỗ này chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành đơn không, hay là quá khứ hoàn thành đơn không mà không có dùng tiếp diễn.